100 chiến sĩ cảnh sát cơ động của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tích K02 Bộ Công an đã ngày đêm luyện tập dưới tiết trời nắng nóng ở thao trường. Họ mang quyết tâm đạt được thành tích cao nhất trong vòng chung kết hội thi quân sự võ thuật công an nhân dân lần thứ 2 năm 2023 do Bộ Công an tổ chức. Ngày 4 tháng 6 năm 2023, hội thi bước vào phần gay cấn nhất. 33 đội đứng đầu các bảng thi sẽ có mặt tại Quảng Nam để thi đấu vòng chung kết. Theo đại diện K02, ngay sau khi có kế hoạch của Bộ Công an, cơ quan này đã thành lập các đội tuyển võ thuật, quân sự với 6 nội dung tham gia thi, gồm bắn súng, bắn tỉa, bắn súng tiểu liên AK, chạy vượt vật cản, võ thuật. Các chiến sĩ được lựa chọn đến từ các đơn vị huấn luyện chuyên môn, chiến đấu có năng khiếu và thể lực tốt. Đại diện K02 cho hay, thời gian qua, dù thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng các thành viên trong đội tuyển của K02 đã nỗ lực, không ngại khổ, ngại khó, ngại đổ mồ hôi để tập luyện với mục tiêu đạt được những thành tích cao nhất. Nhờ quá trình tập luyện nghiêm túc, thi đấu quyết tâm cao, tại vòng đấu loại hội thi ở các bảng thi, đội tuyển của K02 đã vượt qua nhiều đội tuyển mạnh ở khu vực phía Bắc để góp mặt tại vòng chung kết được tổ chức ở Quảng Nam. Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh K02 cho biết, hội thi quân sự võ thuật công an nhân dân lần thứ 2 năm 2023 là dịp biểu dương lực lượng và cũng là dịp đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nên rất cần tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, hết lòng phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới.